anh chị em trong đại gia đình VNC Academy. Anh chị em thân mến, năm 2013 đã qua đi, đánh dấu là một năm có nhiều sự kiện trọng đại, có nhiều sự thay đổi đối với không chỉ mái nhà chung của chúng ta mà còn đối với từng anh chị em nữa. 365 ngày qua là 365 sự trải nghiệm của không chỉ các bạn học viên, các anh chị giảng viên như là các anh chị cán bộ nhân viên của VNC Academy. Trước thềm năm mới, trước khi chúng ta giang tay đón nhận những luồng sinh khí mới, những sự hy vọng mới, thì mời anh chị em chúng ta hãy cùng ngồi lại một chút để cùng nhìn lại những sự kiện quan trọng nhất của VNC Academy Hà Nội trong năm 2013 nhé. VTC Academy Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của gần 100 bạn trẻ thủ đô. Chương trình được tổ chức dưới dạng talk show, được chia thành các phần trò chuyện ngắn với các vị khách mời là đại diện của doanh nghiệp, đại diện của những người trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X đã thành công và đại diện của trung tâm đào tạo VTC Academy. Tất cả nhằm giúp đỡ cho các bạn trẻ có góc nhìn đa chiều về con đường mình lựa chọn, lĩnh vực mình theo đuổi để cân bằng giữa sở thích, đam mê, cá nhân và nhu cầu xã hội. Năm 2013, VTC Academy đã tổ chức cuộc thi thiết kế. Đây là cơ hội cho các bạn học viên được tranh tài cọ sát cùng các designer từ bên ngoài. Cuộc thi thứ nhất chúng ta cần phải nhắc đến đó là cuộc thi thiết kế ảnh trái đất xanh. Cuộc thi thiết kế thứ hai đó là cuộc thi thiết kế lịch VTC Academy chào năm mới 2014. Chinh phục kẻ tuyển dụng. Trình nguyện khóa bổ ích tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chương trình tình nguyện trung thu cho em của học viên VTC Academy tại làng Hữu Nghị Hà Nội. Halloween 2013 của VTC Academy đã thu hút hơn 500 bạn trẻ tham gia.
chương trình gắn kết trưởng thành và rất thiện chí của các bạn học viên. Ba 25 buổi bảo vệ project của các bạn học viên đã được diễn ra, cơ hội để các bạn thực hành, thực nghiệm và khẳng định các kiến thức mà các bạn đã được học. Hy vọng và cầu chúc một sự phát triển rực rỡ hơn nữa cho đại gia đình VTC Academy Hà Nội.